Liên quan đến thông tin về việc các trại chăn nuôi gây ô nhiễm ở xã Trung Châu, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội mà VTC14 đã phản ánh trước đó. Được biết ngay sau phản ánh, vào tháng 3 năm 2023, cơ quan chức năng các cấp đã tiến hành thanh kiểm tra khu vực này. Thế nhưng phải mất thời gian gần một năm, Ủy ban Nhân dân huyện Đan Phượng mới đưa ra được kết luận kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất công do Ủy ban Nhân dân xã Trung Châu quản lý, công tác bảo vệ môi trường tại khu vực ven sông Hát. Liệu rằng khi kết luận được ban hành, những trăn trở của người dân về tình hình ô nhiễm môi trường do những trang trại chăn nuôi lợn gây ra có được xử lý, giải quyết triệt để vẫn là câu hỏi lớn. Những trang trại chăn nuôi lợn được xây dựng tại xã Trung Châu, huyện Đan Phượng từ nhiều năm nay. Và đây là kết quả của việc cho thuê đất không đúng thẩm quyền, quản lý chưa chặt chẽ đất khu ven sông Hát để Hợp tác xã Nông nghiệp Trung Châu 1 cho các cá nhân thuê, kéo theo đó là hệ lụy về ô nhiễm môi trường. Tất cả được Ủy ban Nhân dân huyện Đan Phượng chỉ ra tại văn bản số 14, kết luận kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất công do Ủy ban Nhân dân xã Trung Châu quản lý, công tác bảo vệ môi trường tại khu ven sông Hát. Văn bản cũng nêu rõ, giao Phòng Nội vụ huyện tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trung Châu giai đoạn 2013-2018, công chức địa chính xây dựng xã giai đoạn 2018-2023 với sai phạm nêu trên. Trong cái hồ sơ là khẳng định là đối với cái đất này chỉ có sản xuất nông nghiệp thôi, và trong các năm đó chưa đúng lắm. Bởi vì sao? Bởi vì nguyên tắc theo luật đất đai được quy định, đối với đất nông nghiệp chuyển sang đất trồng chăn nuôi thì anh phải đăng ký chỉ lý giấy nhận của đất, nếu đất thuộc giao theo nghị định 64. Còn nếu đất thuộc xã thì là cái việc này là bởi vì tồn tại từ trước đây, ngày xưa khu này là cái khu chăn nuôi, cho nên là xã lúc ý hợp tác xã ủy ban xã cũng cho hộ thuê để chăn nuôi để phát triển kinh tế. Nhưng tuy nhiên theo luật giờ mình thực hiện đúng thôi, chả có cách nào khác. Được biết, sau phản ánh của VTC14 về tình trạng các trang trại lợn xả thải trực tiếp gây ô nhiễm, tháng 3 năm 2023, Ủy ban Nhân dân huyện Đan Phượng thành lập đoàn kiểm tra tại khu ven sông Hát, xã Trung Châu. Ngày 3 tháng 4 năm 2023, đoàn kiểm tra phối hợp với Trung tâm Quan trắc Tài nguyên Môi trường Hà Nội thực hiện lấy mẫu nước thải tại cơ sở chăn nuôi của ông Nguyễn Văn Mạnh và ông Trần Văn Lâm. Đồng thời qua kiểm tra hậu này, không có giấy phép môi trường theo quy định. Ngày 9 tháng 5 năm 2023, đoàn kiểm tra tham mưu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hai hộ trên, mỗi hộ 32,5 triệu đồng. Sau đó, hai hộ này chỉ tiến hành phá dỡ một phần diện tích chăn nuôi. Tháng 5 năm 2023, đoàn kiểm tra có báo cáo số 03 ngày 30 tháng 5 năm 2023. Sau nhiều tháng đợi chờ, Ủy ban Nhân dân huyện Đan Phượng đưa ra kết luận, từ đó đến nay, hoạt động chăn nuôi có giảm đàn nhưng vẫn tiếp diễn gây ô nhiễm. Hiện tại thì cái trang trại ở đây là vẫn còn chăn nuôi này. Vào các cái dịp buổi sáng từ 8 giờ, sáng từ 7 đến 8 giờ và buổi chiều từ 4 đến 5 giờ buổi chiều là lợn gà nó vẫn kêu và nó vẫn xả thải ra mùi rất sợ, nhất là trong dịp Tết vừa rồi. Trồng cây trên các cái ăn quả hoặc thu hoạch người khác chúng tôi hoàn toàn đồng ý. Chứ còn nếu như chăn nuôi, các hộ chăn nuôi thì phải có cái biện pháp gì đấy để không để ảnh hưởng đến môi trường, không để ảnh hưởng đến người khác. Chứ còn nếu mà anh chăn nuôi mà để ảnh hưởng lớn như thế này thì nói thật với anh chị là mọi người chúng ta đều phản đối, ai cũng vậy thôi. Thế thì như thế thì chúng ta cần phải tăng cường thanh tra kiểm tra, đồng thời là cũng phải có cho phép xây các cái trang trại chăn nuôi ở những cái một số vùng gọi là vùng nhạy cảm hay không, hay là chúng ta cần phải nâng cao những cái quy chuẩn tiêu chuẩn để làm nó thắt chặt hơn, tăng cường kiểm tra hơn. Sau gần một năm, ngày 26 tháng 1 năm 2023, Ủy ban Nhân dân huyện Đan Phượng đưa ra kết luận, ngoài việc kiểm điểm các cá nhân, tổ chức cho thuê đất không đúng thẩm quyền, Ủy ban Nhân dân huyện yêu cầu thanh lý hợp đồng thuê đất với các hộ mà Ủy ban Nhân dân xã cho thuê đất không đúng thẩm quyền. Thời gian xong trong quý 1 2024. Thiết lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, tổ chức cưỡng chế giải tỏa theo quy định với 2 trường hợp trong quý 1 năm 2024. Hoàn thiện hồ sơ đưa vào đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định đối với diện tích do Ủy ban Nhân dân xã và Hợp tác xã Nông nghiệp Trung Châu 1 cho 6 cá nhân thuê đất không đúng quy định, thời gian trong quý 2 năm 2024. Thế nhưng, điều mà người dân lo ngại là biện pháp xử lý chỉ nằm trên giấy, tháo dỡ chuồng trại chỉ mang tính hình thức như đã từng thực hiện. Liên quan đến vấn đề này, đại diện Ủy ban Nhân dân huyện Đan Phượng cho biết sẽ kiên quyết xử lý, thực hiện theo kết luận đã đề ra. Chăn nuôi thì ông xin phép phải có giấy phép môi trường. Ông không có giấy phép môi trường cũng xử phạt và yêu cầu ông phải xin phép. Tại sao tôi kiểm tra kiểu đất đai? Còn ông không xin phép thì kể cả xin phép cũng không được.
Bởi vì sao ông đang vi phạm đất đai? Thì chúng tôi trong kết luận yêu cầu ủy ban xã thanh lý hợp đồng và đưa vào các tổ chức đấu giá, thì đương nhiên ông không có quyền chăn nuôi nữa. Phải mà tham mưu ban huyện đưa vào kiểm tra cả đất đai nữa thì mới có cơ sở để làm triệt để. Đấy, còn làm mỗi môi trường thì sẽ rất không triệt để được. Tuyên truyền mà các hộ dân không chấp hành thì buộc chúng tôi phải thực hiện áp dụng biện pháp hành chính, không còn cách nào khác. Thì tất cả thời gian này thì trong kết luận của chủ tịch quan huyện là trong quý 1 năm 2024 là phải thực hiện xong. Ông Hoa cũng khẳng định sau khi tiến hành đấu giá quyền sử dụng cho thuê đất theo quy định, các hộ sẽ thực hiện trồng cây, không được phép xây dựng chuồng trại chăn nuôi. Chỉ còn hơn một tháng nữa sẽ hết thời hạn thực hiện theo kết luận về việc dừng chăn nuôi, tháo dỡ chuồng trại vi phạm để tiến hành các bước đấu giá quyền sử dụng đất thuê theo đúng quy định. Liệu rằng chính quyền Ủy ban Nhân dân xã Trung Châu, Ủy ban Nhân dân huyện Đan Phượng có về đích theo đúng kết luận đã đưa ra? VTC14 sẽ tiếp tục thông tin tại các bản tin sau của chương trình.